Vâng, xin chào mọi người nhé. Thì chào mừng mọi người đã tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với em Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Ngày hôm nay một ngày mùa đông rất là giá và rét. Thì em Tuấn Anh xin phép được đưa lên cho mọi người một chiếc xe tránh mưa tránh rét. Một chiếc xe chỉ hơn 100 triệu một chút thôi, nhưng quý vị các bạn có thể đi được công trường công trình, đi công việc, đi ký kết hợp đồng, đưa đón con đi học, nói chung là đi được tất cả mọi công việc. Thì ngoài Hải Phòng hiện nay thì đang có rất là rét luôn nhé, chỉ có tầm 8-9 độ thôi, cóng hết cả tay luôn. Đấy, nhưng mà Tuấn Anh hôm nay sẽ đưa cho các bạn một chiếc xe, một cái mà để gọi là tránh rét rất là hợp lý. Đó là một chiếc Daewoo Gentra, sản xuất năm 2009, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.5. Con này là tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu của biển Hải Phòng. Nói về dòng Gentra thì cửa hàng em còn rất nhiều. Đấy, nhưng mà đây có thể nói là em cảm nhận, theo cái cảm nhận của em thì đây là một chiếc xe mà có thể nói là không chê vào đâu được. Vì máy gầm của nó khá là chất. Máy gầm khá là chất các bạn nhé, chưa con nào mà chất như con này. Một chủ từ đầu chạy rất là đẹp. Đấy, bốn lốp của chiếc xe thì mới tinh. Đấy, ốp la răng rất là đẹp, sơn si sạch sẽ và sáng bóng. Và cái tầm tiền của chiếc xe này thì hiện tại bên em đang bán là 155 triệu. Bên em sẽ bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc cho mọi người. Chiếc xe là biển 16M9234, một chủ từ đầu biển Hải Phòng, chủ mã đầy đủ. Vâng, anh em mua chiếc xe này về chạy gia đình dịch vụ thì khá là ok. Nói chung là chiếc xe này về thì mua về cũng không phải làm gì, sơ si thì em nói tỉa toát lại hết rồi. Đèn đóm rất là sạch sẽ và sáng bóng, ốp mạ đèn đều rất là đẹp. Đấy, tôn lên cái vẻ sạch sẽ của chiếc xe, sáng như gương. Dàn gốm nốt của chiếc xe thì khá là mới. Đấy, các bạn nhìn đây, dàn gốm nốt thì khá là mới đây. Đấy, dàn gốm nốt khá là mới đây, các bạn nhìn đây. Đăng kiểm dài đến tháng 4 năm 2021. Đấy, sơn xi rất là đẹp luôn các bạn nhé. Vâng, 155 triệu là giá của chiếc xe này. Nếu quý vị chị các bạn có nhu cầu thì đừng tích gì vài nghìn điện thoại, hãy alo trực tiếp cho em Tuấn Anh Hải Phòng qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Tuấn Anh ô tô Hải Phòng sẽ trả lời tất cả mọi thắc mắc của quý vị chị và bạn, cũng như cho các bạn một cái giá rất là tốt và hợp lý nhất trên thị trường ô tô cũ hiện nay cũng như là tại cửa hàng. Các bạn đến xem xe thì alo cho em Tuấn Anh hoặc đến cửa hàng. Đấy, thì có thể là gặp em Tuấn Anh. Tuấn Anh sẽ cho các bạn một cái giá hợp lý và giúp đỡ các bạn một cách nhiệt tình nhất, được không ạ? 155 triệu, xe được trang bị cả màn hình DVD và cam lùi, đầy đủ, sơn si sạch sẽ và sáng bóng, nội thất đẹp và đặc biệt là máy gầm thì lại chất, chạy không có tiếng rung động. Nếu quý vị không ngại khoảng không ngại về đường xá xa xôi thì có thể đến trực tiếp cửa hàng bên em. Các bạn sẽ ngồi lên xe và chạy thử, chắc chắn là các bạn sẽ mua với chiếc xe này. Các bạn chỉ ngồi lên xe và chạy thử thôi là các bạn sẽ mua chiếc xe này, không chê vào đâu được luôn. Một chiếc Daewoo Gentra rất là đẹp, đời 2009, một chủ từ đầu biển Hải Phòng. Đèn gầm đèn rước đầy đủ, sáng bóng và sạch sẽ luôn. Đấy, gầm bệ chiếc xe đây, bạn nhìn thấy gầm bệ chiếc xe này. Không chê vào đâu được các bạn nhé, gầm bệ không có gì mục mọt luôn. Biển Hải Phòng thì các bạn yên tâm vào sự mục mọt. Vâng, đây là phần nội thất. Chủ xe cũng đã dán cái phần vân gỗ trên cái phần tắp lô. Đấy, trần đã bằng nó trần 3D. Đấy, chủ xe rất là thích chơi. Và hộp tì tay cũng được độ thêm để tì tay các bạn nhé. Đấy, màn hình cam lùi rất là đẹp. Hệ thống tắp lô tắp ly rất là đẹp. Đấy, các bạn nhìn thấy đây, lỉ niếc đầy đủ hết đây. Đấy, không mở, không tự mở cửa đề phòng tai nạn. Đấy, chủ xe cũng rất là cẩn thận luôn. Keo chỉ zin 100% luôn các bạn nhé. Đinh bấm dàn giật cột kèo chiếc xe thì không phải bàn. Đấy, không phải bàn luôn. Đấy, rất là ok. Rất là ok cho mọi người với một chiếc xe Daewoo Gentra 2009, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu biển Hải Phòng, rất là đẹp. Đấy, nội thất rất là sạch sẽ và sáng bóng, trần 3D rất là ok. Sàn xếp của chiếc xe rất là sạch sẽ luôn này, hộp tì tay rất là sang trọng. Đấy, tất cả đều rất là ok cho mọi người. Lốp lát của chiếc xe thì không chia vào đâu được các bạn nhé. Lốp lát thì không chia vào đâu được, các bạn về chỉ phải chạy thôi, không phải làm gì. Đèn đóm rất sạch sẽ và sáng bóng này. Đây là phần cánh sau. Anh em thấy tắm lô tắm đi rất sạch sẽ luôn, đúng không? Đấy, rất là ok cho mọi người. Một chiếc Daewoo Gentra không chia vào đâu được, từ máy gầm rất là đẹp luôn, kèo chỉ cột kèo. Đầu đít sexy.
các bạn nhìn đây. Đây là bảng cộng điều khiển nâng hạ kính các bạn nhé. Chúng ta sẽ xem cái phần cốp đít một chút. Đây là phòng cốp rất là rộng rãi và sạch sẽ đây, các bạn nhìn đây. Rất là ok cho mọi người đúng không ạ? Âm thanh đây, loa đầu đài đầy đủ, kích thước của lốp dự phòng với xe đầy đủ theo xe luôn. Đây, không có vấn đề gì đâm đụng ở đây cả các bạn này. Đây, rất là đẹp. Lỉ niếc của chiếc xe vẫn còn nguyên bản hết theo xe luôn. Đó. Giờ ta sẽ chạm phần cột của cánh trước. Đó, các bạn nhìn thấy. Đấy, rất là ok cho mọi người. Đây, các bạn nhìn thấy đây. Khó khiển theo xe luôn các bạn nhé. Từ năm 2009 giờ chạy chuẩn 22 vạn đây các bạn nhìn thấy đây. Khá là nhiều. Nhưng mà nhiều hay không không quan trọng. Quan trọng nhất là máy gồng của nó thể chất các bạn nhé. Đây là gương kính chỉnh điện 22 vạn thì mỗi năm cũng chạy được khoảng tầm 2 vạn. Thì với một chiếc xe ô tô chạy 2 vạn thì là chuyện bình thường. 2 vạn là quá chuyện bình thường luôn. Và công tơ mét này là công tơ mét chuẩn nhé. Đấy, nếu mà tua lại thì chắc chỉ tua về tầm 5-7 vạn thôi chứ tua gì về 22 vạn đúng không? Phí tiền. Và các bạn nhìn đi. Đây. Âm thanh rất hay luôn các bạn nhé. Đó. Rất là đẹp luôn. Nội thất rất là sang trọng, sạch sẽ, sáng sủa luôn. Đèn đóm quá kiếp. Đúng không ạ? Đây, cam lùi chiếc xe đây, các bạn nhìn đây. Nét cam như Soli luôn các bạn nhé. Đèn đóm rất là sáng bóng, sạch sẽ các bạn thấy đây. Đèn gầm này. Đấy. Đây là tổng quan tổng thành khoang máy. Với máy chiếc xe này thì cam kết cho các bạn là không có ngập nước. Máy lổ rất êm, gen tra lổ này quá êm luôn. Chỉ nghe trên tiếng loa kêu luôn. Tai đèn tai điếc của chiếc xe rất là đẹp. Đấy, đầu răng đầu riếc nói chung là khá là chất lượng đối với chiếc xe như này. Quá ok cho các bạn với một chiếc gen tra đời 2009. Đời 2009 phiên bản số sàn máy 1.54 nhân chính chủ, một chủ từ mới sử dụng. Vâng, thì vừa rồi tôi đang có tỏi phòng giới thiệu cho các bạn về chiếc xe Daewoo Gentra 2009 một chủ từ đầu như đây. Quý vị chị các bạn nào quan tâm về dòng xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho tôi đang có tỏi phòng qua số điện thoại 0816662386 hoặc 0971255863. Vâng, xin chào và hẹn lại quý vị chị các bạn ở những video tiếp theo.